Xin chào anh cho biết tên và địa chỉ. Quỳnh Công Hiệp, ấp 3, xã Long Thạnh. Cái này anh làm giống gì vậy? Giống nếp thơm. UM406. Rồi cái này anh bón phân gì? Phân con lười. Rồi anh xài phân này anh thấy cái hiệu quả nó như thế nào? Hiệu quả đạt năng suất cao, ít đổ ngã. Phân này anh làm nay mấy vụ rồi? 3 vụ rồi. 3 vụ thì năng suất thì mỗi vụ mỗi tăng hay là mỗi vụ mỗi tăng? Đây màu lúa đây là rất đẹp, màu bờ lá đài rất đẹp phải không? Mình coi coi. Rồi mình cầm cái bông này, cái hộp nó vô tới cậy luôn. Chắc tới cậy. Thì hiện nay thì chắc còn khoảng tuần nữa mới tới thu hoạch. Thì lúa màu rất đẹp sáng. Thì ở khu vực này là có ai có hỏi thăm mà để theo cái phân này không? Có. Hiện thời giờ đang nhu cầu phân này. Vụ tới thì cái viên phân nó làm nhỏ lại rồi, mà con làm thì rất ok. Dễ rải.